Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hình cỏ ba lá, hình cái cây cỏ ba lá như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cành một chùm cỏ ba lá mà mình đã làm sẵn. Thì để làm được cái cỏ ba lá như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đó là giấy A4 màu xanh. Các bạn cắt những cái ba cái miếng giấy A4 như thế này với kích thước là tầm 6 cm nhân với lại 4 cm như thế này nha. Kẽm xi kích thước rơi vào khoảng tầm 15 cm gì đó. Băng keo sáp và kéo. Thì với cái mảnh giấy nhún như thế này, bìa như thế này, thì các bạn sẽ gấp đôi cái miếng bìa lại như thế này. Rồi sau đó các bạn cắt như mình nha. Cắt nó đúng hình trái tim ấy. Các bạn sẽ được cắt hình trái tim như thế này. Tương tự với hai cái miếng giấy còn lại, chúng ta cũng cắt như vậy nha. Sau khi cắt xong, chúng ta sẽ được ba cái mảnh giấy như thế này. Bây giờ các bạn làm như mình nha. Các bạn đặt giấy như thế này, gập, sau đó gập tiếp tờ này lại như thế này. Các bạn đặt cái cây kẽm xi vào giữa rồi gập đôi lại. Sau đó thì các bạn dùng băng keo sáp để các bạn cuốn lại. Được một lúc rồi ạ. Các bạn cuốn băng keo như thế này. Sau đó thì các bạn trỏ ra. Như vậy là các bạn đã được một cái cây cỏ ba lá như thế này. Rất là dễ, đúng không ạ? Thì các bạn có thể làm nhiều cây cỏ ba lá, sau đó thì chúng ta ghép thành một chùm như thế này, rồi chúng ta cắm vào các lọ hoặc các cái lọ hoa thấp thấp mà để ở bàn ấy, khá là xinh. Với cách làm đơn giản như thế này, chúc các bạn thành công và có những chậu hoa ba lá đem lại may mắn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.